Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với em một cây khoan bàn Kira. Con này là của nội địa Nhật. Con này thì cao, chiều cao của khoan bàn là 1m, trọng lượng nặng của nó là trên 60kg, đầu kẹp của nó 13 ly, motor của nó thì là motor Hitachi, điện một pha 100V. Con này thì là công suất của nó là 200W. Ở đây cái mâm bàn này là xoay được, mình xoay chia độ được. Cái thứ hai nữa mình còn quay lưng quay xuống bình thường, găng quay lưng quay xuống. Bên đây thì mình lóc lại, bên đây mình không xài thì mình lóc lại nó giữ lại, còn mình xài thì mình mở ra. Bên trên bên dưới cử này vẫn còn đầy đủ. Ở đây mình cắm điện cho anh em xem để anh bật. Ở đây nó còn một cái tiếng miếng nỉ để mình chăm nhớt đây, nó giữ nuôi cái ti này. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình, thì lấy cây này thì liên hệ mình. Cảm ơn.